Đây là những tác phẩm đẹp của tuần vừa rồi, các bạn cùng xem qua nha. Xin chào các bạn học sinh lớp 5. Sau tất cả những nhiệm vụ khó khăn mà các cô chú trong quân đội đã trải qua suốt mùa dịch, đã truyền cho họa sĩ Lê Sa Lâm những cảm xúc rất đặc biệt để sáng tác những bức tranh tri ân các cô chú trong quân đội nhân ngày 22 tháng 12 vừa qua. Họa sĩ Lê Sa Lâm, sinh năm 1968, nguyên quán của ông thì ở Bình Định, nhưng ông sinh ra tại Đồng Tháp. Họa sĩ đã đam mê hội họa từ rất là còn nhỏ. Khi rời quân ngũ, ông theo Đại học Mỹ thuật, thành phố Hồ Chí Minh. Ra trường, ông đã trở thành một giảng viên của trường Đại học Mở, thành phố Hồ Chí Minh. Họa sĩ Lê Sa Lâm từng đoạt giải nhất chân dung ký họa màu nước ở Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, được tổ chức vào năm 1999. Giải khuyến khích Cúp Rồng Tre 2012 do Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch tổ chức, và ông đã nhận được bằng khen danh dự Mỹ thuật Bình Định 20 năm vào năm 2005. Tất cả những cái bức tranh của họa sĩ vẽ về người lính đều thể hiện rất rõ được cái cảm xúc, những cái suy nghĩ chăn trở và cái ngay cả những cái quyết tâm của một người lính khi phải thực hiện cái nhiệm vụ của mình là đi vô tâm dịch. Tất cả những cái cảm xúc đó các bạn nhìn vào trong cái bức tranh Phút chia tay con gái của sĩ quan quân y và Sài Gòn chống dịch. Các bạn sẽ cảm nhận được cái cảm xúc lo lắng và quyết tâm như thế nào của một người lính. Tất cả những cái gam màu sáng, tối, đậm, nhạt ở trong bức tranh đã làm sáng bừng lên cái bố cục và cái nội dung chính ở trong cái bức tranh. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem hết những cái tác phẩm của họa sĩ Lê Sa Lâm vẽ về các người lính trong tâm dịch như thế nào. Chúng ta hãy cùng xem và cảm nhận. Sau tất cả những nhiệm vụ khó khăn, vất vả và đầy nguy hiểm đó, nhưng những người lính tham gia trong tâm dịch họ vẫn giữ vững cái tinh thần lạc quan để hoàn thành tốt cái công việc của mình. Vậy để tri ân tất cả những gì mà người lính đã làm và mang lại cho chúng cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, khi chúng ta đã cảm nhận những cái màu sắc và hình ảnh hoạt động của những người lính ở trong tranh của họa sĩ Lê Sa Lâm, thì ngày hôm nay để tri ân các cô chú ở trong ngành quân đội thì chúng ta sẽ tạo ra một bức tranh theo dạng là 3D. Vậy thì bây giờ các bạn hãy cùng tham khảo qua cái cách tạo tranh 3D sau đây nha. Làm theo những bước nào? Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu cách thực hiện. Cô sẽ giới thiệu cho chúng mình hai cách tạo sản phẩm. Cách thứ nhất là cách tạo sản phẩm 2D về cô chú bộ đội. Chúng mình sẽ thực hiện theo 4 bước. Bước thứ nhất, tạo hồ hình ảnh. Bước thứ hai, sắp xếp các hình ảnh theo nội dung chủ đề. Bước 3, vẽ hoặc tạo thêm các hình ảnh liên quan. Bước 4, vẽ màu hoặc chỉnh sửa hoàn thành sản phẩm.
Chúng mình cũng có thể vẽ một bức tranh về cô chú bộ đội theo 3 bước sau. Bước thứ nhất, vẽ hình ảnh chính. Bước thứ hai, vẽ thêm các hình ảnh phụ. Bước 3, vẽ màu. Bây giờ, chúng mình cùng theo dõi một đoạn video ngắn để hiểu rõ hơn về cách thực hiện. Xin chào các con. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các con cách tạo sản phẩm 2D về cô chú bộ đội. Đầu tiên, các con hãy chọn nội dung mà mình muốn thực hành. Sau đấy, chúng mình sẽ tạo kho hình ảnh liên quan đến nội dung mà chúng mình đã chọn. Thank you.
Và đây là một vài những cái tác phẩm gợi ý cho các bạn để các bạn có được ý tưởng tạo ra một bức tranh 3D với chủ đề là về quân đội. Chúc các bạn sẽ có thật là nhiều những tác phẩm đẹp và gửi cho cô nha. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.